Ồ, cục máy quá dữ các bạn ơi. Cục máy này đi quá dữ rồi, chạy biết kiền ha. Dạ, kênh mua bán xe cũ của Vũ An Giang. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vũ lên clip về một chiếc xe Fortuner FE 2008 ha. Đây các bạn, tình trạng xe đẹp. Đây các bạn, ngoại hình nãy giờ quay sơ sơ, đậu rằng mé đường cũng có bụi ha, nhưng mà ngoại hình thì khá là đẹp. Lốc bạc khá là đẹp ha. Bô, ốc tán còn sáng sủa theo năm tháng hết. Để mình tải chính xác về cái chiếc xe này rồi báo giá cho các bạn tham khảo ha. Thì anh em nào thấy được thì kết alo ha. Thì xe 2008 thì nó rẻ. Độ hao mòn cũng đẻ cũng có ít nay chưa có nhiều. Nó nước sơn hãng cũng còn ha. Mấy con ốc này cũng còn sáng ha. Còn nước sơn còn đầu. Đầu ốc 4 ốc độ zin ha. Zin chón luôn, không có dấu dạng xiết ha. Đó. Ốc nó cũ cũ mất móc mà meo theo năm tháng ha. Còn cái đầu mới gà hơi ha. Và cái này là ba cái cặn xà bông mà. Con rửa chùi không sạch ha. Đây ba cái xà bông mà. Rồi, tình trạng xe này đầu nội nguyên zin, lốc bạc zin 100% hết nè, có màu lằn nó là áo màu đen. Đó, làm chủ xe không chịu, ông thay nguyên cáo mới hết. Xe này được kêu bán với giá là 39 triệu. Đó, thì so với những chỗ khác thì giá nó hợp lý hợp lại hơn ha. 39 triệu. Xe lốc bạc zin 100%, dàn chân zin hết, chỉ thay cái áo mới màu đen thay qua màu đỏ thôi. Cái này là zin không bắn ha, nguyên thủy. Ốc ác nào là nguyên thủy hết ha. Nên cái chi tiết ốc này còn sáng trong hết. Đó, nước lóc này là nước lóc zin ha. Rồi, máy ốc treo máy ha. Cục nền còn sáng, còn nước sơn hãng còn quẹt còn ha. Ốc bên dưới. Bô rồi cũng còn sáng đẹp trong hết trơn các bạn. Bô là có thay cái miếng inox này ha. Là thông thường xe nào cũng thay cái này để cho nó đẹp cái xe lên. Cái miếng inox bảo vệ vô lửa nè ha. Đó, mấy cốt nền nè, áo cốt nền với cốt qua da ha, còn sáng trong. Để mình test cái máy này rồi quay chi tiết cận cảnh hết cho các bạn tham khảo ha. Xe này ra rất là nhạy ha. Đó, cái đầu nồi zin. Đầu nồi zin 100%. Cái máy nó còn cái độ mà ra nó còn ít tăng đa, nó còn mạnh hơn ga MT, nó nhảy dựng vậy nè ha. Hôm mai mốt anh em mua xe để ý cái chi tiết này ha. Ví dụ ga MT nó xe nó còn mạnh máy là ga MT bật lên là máy nhảy dựng ha. Cho nó lên nhớt chút xíu đi rồi mình test máy ha. Ốc đầu khá là sáng.
nè, xe mà chúng ta mua xe mà móc meo cũ kỹ gì là mới đúng ha. Cái bộ phận máy á nó không có bị tẩy rửa quá chắc á đó. Nhớ cái chi tiết là gam ti nhỏ mà nó nhảy dựng, bật gam ti lên mà nhảy dựng như dựng như dựng cái xe đó, cái bô như dựng như dựng nè ha, nó vậy đó nè. Cầm vô nhảy dựng như dựng vậy đó, cái máy nó mới chắc. Đó, nồi riêng còn chả nha các bạn. Sườn đồ đẹp ha, sườn gấp đồ đẹp hết, không bị xét ha. Máy không kêu rõ ha, máy này, tiếng máy này rất là mạnh ha. Mạnh. Bô còn sáng đẹp tự nhiên. Nè, quan trọng là gấp á, nè gấp này không xét ha. Đó, bụi dơ, gấp không xét, sườn không xét, không trơn. Đó, quan trọng là mấy cái chi tiết tiếp xúc với mặt đất ha. Vàng dây sên cặt teo bên đây gọi qua không có bị xét. Thông thường đây, cái những cái xe cũ nó sẽ bị dễ bị xét mấy này nè. Còn mấy bên đây mà gọi qua nó không xét là cái chắc xe nó còn là khá ha các bạn. Đó, chắc này máy lên nhớt ấm ha. Tiếng máy nghe rất là khỏe. Để bịt bô cho các bạn nghe tiếng máy ha. Đó, không kêu không rõ. Máy im ghẹm ha. Buông tay không có đổ hơi đổ nhớt gì ha. Máy này tiếng máy nghe khỏe quá. Xe này cục máy rất là chắc. Đây 208 rồi, xuống máy 20. Này là 204 gì vậy? Cục máy là ok, đáng hơi là nội trên là vô số cho các bạn tham khảo ha. Đó thì từ cốt nè, ấm chỉ nè ha. Cầm ngoài sau cũng còn sáng trong theo 5 tháng ha. Cuộc cũng còn sáng ha. Cái ti phuộc cũng còn sáng trong. Gấp. Còn gấp này là em đã gấp sườn. Áo là áo mới là khỏi bàn về áo rồi. Cái dòng mà mình cũng quay những cái chiếc FI hoài đó thì giá hiện tại là nó rất là cao. Cái FI này giá là rất là tốt so với những chỗ khác ha. Ngoại hình ở trên áo sống ngon lành, đầu nồi riêng, đầu ốc đầu đẹp ha, lắp đẹp, cần thắng. Cần thắng còn im, còn sáng ha, gòn đây. Đó, gòn chân nồng ha. Đó, à, đó định hình được đó, con chân nồng. Rồi thì vòng vòng bên phải cũng khá là êm. Rồi, quan trọng là xe đầu máy bích ha. Thì xe này máy cục máy rất là chắc, rất là bích rồi. Thì giá cái xe này chỉ là 39 triệu thôi, bản số cũng khá là êm. Để mình quay bên kia lại cho các bạn tham khảo bên cái vách bên tay trái ha. Dạ thì quay lại bên tay trái cho anh em tham khảo hết đó. Thì nói chung thì mình quay cái gì cũng mình cũng quay cho ha, quay bài trước mắt không có che giấu. Bản số cũng im ha. 67 An Giang, chợ mới mình là anh là 2 rồi đó, là 51 và 517. Cái số 51 nó cũng dễ nhớ ha. 51 517. Ốc tán nó cũng còn bên đây nè.
nắp sên này có chạy chỗ đây chút đỉnh ha. Đó, một hai vết chạy thì xe cũ là chúng ta chấp nhận chơi xe cũ, là nó cái này là nó không đáng kể, thì sợ chạy nhiều quá đáng thôi, còn này là không đáng kể. Mâm gin nha các bạn. Nè, tem này nó cũng không có bị gắt ha, cũng còn sáng ha, nắp sơn gấp rồi cũng còn cái nước sơn khá là trong trẻo. Máy thùng này là có thai ha, thùng này có thai báo chính xác ha. Thì cái máy thùng này mấy vấn đề phụ là phải thai thôi, chứ để gì sao coi ha. Hình như cái dìm mâm này là có sơn phủ cái dìm mâm này các bạn ơi. Nè, trên cái dìm mâm này nè ha, hình như ở trong này còn ha, ở trong này còn zin mà phủ cái dìm mâm, tại vì cái dìm mâm này nó do cái sự theo năm tháng cạy giá vỏ, cạy giá vỏ nó sẽ bết chóc sơn phủ cái dìm mâm. Ốc tán thì cái xe này nó cũng còn sáng trong theo năm tháng. Chỗ bìa có thai ha, chỗ bìa có thai, chỗ giữa còn nguyên, hiện không sơn ha, còn nguyên. Cái này dính bụi đất nữa, cái này chùi rửa ra nó cũng còn sáng ha. Đó, 39 triệu, rất là dễ sử dụng ha. Nước lốc nó còn zin nguyên hiện. Cái này là nó chá ánh nắng mặt trời chứ không phải là sơn nha các bạn ha. Đó 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 ha, nếu mình quay ra cái góc độ khác thì nó sẽ khác nè ha. Sơn hãng cũng còn ha, cái này có gắn bảo vệ ha. Gắn cái cục mũ bảo vệ. Bô zin còn khá là đẹp ha, bên đây dòm qua bô còn khá là đẹp, bô phuộc mâm đó. Dòng dòng áo thì áo mới, thì cái máy 208 thì nó chắc, chắc lắm. Nhiều người ta sử dụng, người ta công nhận máy 208 nó máy cục máy nó chắc hơn 209 ha, nhưng mà cái độ tem đẹp của nó là không đẹp bằng 209, nên 209 nó có giá đó. Thì tem 208 là như vậy, cái chữ nhỏ, 125 chữ nhỏ ha. Còn tem 209 là tem khác, còn chữ nó lớn hơn, 125 lớn hơn ha. Đó, mở cốp cho các bạn tham khảo. Cái yên có cái sự bảo trì của thay nhớt nè ha, bởi vì bảo hành của thay nhớt, cái ngày tháng thay nhớt này dán tùm lum hết trơn nè ha. Thùng xăng lớn nước sơn còn lại khá là đẹp ha. Thùng xăng lớn nước sơn còn khá là đẹp, trong trẻo, rất là sáng. Đó, thì cái nào mình nó chơi xấu thì nó xấu, nào còn nó còn ha, nó rõ chính xác. Cản này có sơn nha các bạn ha. Cái cản lúc nào có tay vịn nó cũng bị chày chỗ bong chóc. Ôi giời ơi. Bụi không mà mấy ốc này cũng còn sáng nha, cốp này cũng còn sáng. Cốp cũng còn sáng, thùng xăng lớn còn khá là đẹp, quá trời bụi rồi. Quay phim cái này chết luôn rồi. Đó, thùng xăng lớn còn khá là đẹp sáng. Yên là cái yên cái này nó chậm vô ha, chắc cái yên này còn gin quá chứ. Đây ai đây 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 đây, yên 08 gin ha, yên gin mướp còn luôn ha, bấm cái da yên. Đó là những cái chi tiết phụ với cây phục trước á. Cây phục trước có sơn nè, có sơn cái gì ngoài nè, nè cái đát phục là 08 còn ha, còn gin bên kia. Cái đách phục còn gin còn ha, mâm gin có vuốt cái dìm đó, là cái phục là có phủ lớp 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 keo bên ngoài ha, phục có phủ ngoài, ốc đầu bò rồi. Nói chung xe này ốc đầu bò sáng đẹp ha. Ốc chữ ớt
để cho nó định vị được cái hai cái con ốc của đồng nồng ha. Đó rồi, ok. Đó, hai con ốc đầu nằm bén cạnh ha, không có bị dẹo ốc ha. Đó, gin là máy gin là vậy ha. Xe này mình kết có cái cục máy là nó chắc. Nhảy dựng là kết ha. Heo dầu gin 08 ha. Thì anh em có coi clip của Vũ hoài, mới mốt anh em có đi mua xe là không có bị lầm. Mình cái nào nó gin là nó có đóng đát chừng à, mình coi theo cái đát của nó. Để cho nó định vị cái con chân nồng cái nữa. Đó, à, lấy nét được rồi đó. Đó ha, con chân nồng. Thì con mắt ở bên ngoài của mình đó, giờ mình tiết kiệm mà. Để quay cái điện thoại cho nó lấy nét. Đó, cho các bạn tham khảo đó ha. Con chân nồng gin, không có dấu ép ke bọng gì ha. Máy đầu nồi gin, sườn đẹp. Ồ, cái sườn khá là đẹp. Ồ, cái sườn khá là đẹp các bạn ơi. Xe này nói chung tại thay cái áo mới màu đen thay màu đỏ ha, chứ thật sự ra là lóc bạc zin, dàn chân zin khá sáng, máy nhảy dựng không ha. Được cái máy nhảy dựng á. Máy ga MT nổ rất là nhỏ luôn ha. Rồi máy rất là phinh phinh. Quan trọng là cái chỗ máy phinh phinh đó. Bởi vì mình kết cục máy này nãy giờ. Số 1 á, Vũ lên gai gà thắng á, nó không có bị kêu cọc cọc cọc, nó không bị Vũ bích tông á. Số 2. Đó, không có bị hú ha. Số 3. Cũng còn em số 4. Rồi cũng còn em luôn ha. Rồi để tắt. Tắt cái xe đi, chạy thử xe này luôn. Test mình chạy thử luôn nó mới chắc cú nha các bạn. Thì anh em nào thích cái xe này, bởi vì nó có 39 triệu rồi ha. Máy rất là phinh ha. Ồ, máy số 1 rất là mạnh các bạn ơi. Ồ, bởi vậy nó mấy cái xe như vậy, bởi vậy cái ga MT của nó nhảy dựng là vậy ha. Số 1, số 2 rất là mạnh, giọt phao ha. Số 3 em luôn. Rồi khá là ok nè, quan trọng là cái ga này nè các bạn ha, nó chạy rất liền, tại vì cái ga cái độ nhạy của nó còn ha, cái độ nhạy của nó còn. Số 1, số 2, số 3 vậy nó nhảy dựng không à. Ô, cục máy quá dữ các bạn ơi, cục máy này đi quá dữ rồi, chạy biết kiền ha. Rồi thì cô bác anh chị em nào có muốn mua thì đến tới chỗ ha, coi test cái xe này coi có đúng sự thật như Vũ nói không ha. Còn máy, nếu máy các bạn lên chạy là các bạn sẽ ghiền cục máy này ha. Rồi thì thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.